Đền Chân Suối thuộc xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, nằm trong khu vực rừng cấm Tam Đảo, là vọng gác tiền tiêu mở đầu cho lữ hành du lịch khu nghỉ mát Tam Đảo nổi tiếng. Đền thờ quốc mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu và thân mẫu của bà là Đào Liễu đã có công giúp vua Hùng đánh giặc Thục. Đền còn có tên gọi khác đó là đền Giải Oan, vốn tồn tại trong những câu chuyện kỳ bí được người dân chuyển miệng từ đời này sang đời khác. Nếu có dịp đến với đền Chân Suối thắp một nén hương thơm trước cửa mẫu linh thiêng, du khách sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản và yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên hơn. Để cảm nhận rõ hơn về giá trị văn hóa tâm linh của ngôi đền, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập 8 của ký sự Vĩnh Phúc những sắc màu văn hóa với tựa đề Đền Chân Suối linh thiêng và huyền bí, phát sóng vào hồi 22 giờ 10 phút ngày 22 tháng 4 năm 2016 trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc.